Xin chào các bạn. Các bạn đã biết cách vệ sinh những chiếc bàn là nó bị cháy xém này chưa? Nguyên nhân chiếc bàn là này bị cháy, bị đen như thế này là do khi chúng ta là ở nhiệt độ quá cao và là vào những chiếc vải không thích hợp, nó sẽ cháy những cái lớp vải vào đây, nó bám dính vào đây. Mà chúng ta không làm sạch để lớp bẩn như thế này, càng là nó càng bị cháy. Hôm nay khách hàng đưa bàn là như thế này để xử lý làm sạch những cái vết bẩn trên bàn là này mà họ không biết cách làm. Và thay dây nó bị cong kêu, nó bị hở đứt này, rất nguy hiểm các bạn này. Đấy. Việc thay chiếc dây này là đơn giản rồi, nhưng mà để xử lý sạch mặt bàn là này cũng không phải đơn giản các bạn ạ. Nếu biết cách thì nó đơn giản, không biết cách làm nó càng bị xây sớt thêm. Nếu mà bàn là mà bị bẩn thế này mà chúng ta lại lấy dao chúng ta gọt là cũng không được đâu nhá. Gọt là nó sẽ xây sớt nhiều. Hoặc chúng ta lấy những cái dĩa chùi xuống bàn xô bằng sắt thế này, chùi vào đây thì cũng không được. Khi cố gắng đánh cho sạch xong thì nó lại tạo những vết xước rất nhiều trên bàn là khi mỗi lần chúng ta là lại nó sẽ bị cháy thêm. Giờ mình chia sẻ các bạn một phương pháp làm sạch rất là nhẹ nhàng và cái mặt của bàn là này nó sẽ bóng loáng như mới. Đây các bạn nhìn kỹ này, cái bàn là này nó là và dính quần áo cháy vào đây. Rồi chủ hàng thấy chủ nhà thấy càng là càng cháy, họ để đấy họ vứt luôn, họ không dám là nữa, rồi gửi cho mình xử lý. Cách xử lý làm sạch bàn là thì có nhiều phương pháp các bạn ạ. Dùng muối hột, dùng băng kinh soda, dùng nước tẩy da ven, kem đánh răng, rồi chanh, rồi đủ loại. Hôm nay mình làm tổng hợp các thứ này luôn vào một thứ để chúng ta làm sạch cái bàn là này. Chúng ta bôi lên cái mặt bàn là này và ngâm để cho cái mặt bàn là này nó tự động đánh những cái dì dét này ra, những cái bẩn này ra. Đấy. Các bạn có thể để qua đêm, rồi sáng mai các bạn làm nó tự bong sạch. Còn nếu gấp rút thì ít nhất là để khoảng độ 1 tiếng, 2 tiếng để các bạn làm. Khi các bạn bôi những cái chất mà tẩy rửa thì các bạn bôi trên mặt thôi, không được bôi ngập bên đây nên nó sẽ phạm vào trong bàn là. Đấy, chỉ cái mặt phần đế này thôi. Đấy. Giờ chúng ta làm như sau, gồm các hỗn hợp như sau. Đây, hỗn hợp gồm này, chúng ta chuẩn bị các này toàn chất tẩy rửa các bạn ạ. Đây là giấm ăn này, giấm ăn tẩy rửa rất là sạch, rất là tốt. Rồi. Đây là cái bột baking soda các bạn ạ. Đấy, bột baking soda thì các bạn mua một gói của nó là 30-40 ngàn cái bột nở để làm bánh. Đấy. Đây. Baking soda. Thì các bạn đổ ra một cái bịch nhựa để các bạn dùng dần để lau chùi các thiết bị trong nhà cực kỳ hay. Và bột baking soda là rất là đa năng, nhiều chức năng lắm. Rồi là kem đánh răng, cũng là một phụ gia để lau chùi tẩy rửa rất là hay. Rồi chanh là những cái đồ dùng trong nhà thường dùng. Muối, đây là muối các bạn lấy muối mịn nhé. Đấy. Rồi các bạn làm. Rồi thêm một nước tẩy rửa nữa. Đấy. Tẩy rửa sạch quần áo, nước tẩy rửa da ven, tẩy trắng. Cái như tẩy những cái quần áo mà dính nhớp bẩn, các bạn dùng cái này tẩy nó cực kỳ hay. Và cái vết trong cái này cũng chủ yếu là quần áo cháy dính vào đây nên dùng chất tẩy rửa này cực kỳ hay. Đấy. Chúng ta trộn lẫn những cái này với nhau rồi chúng ta sẽ quét lên cái đáy bàn là này và ngâm một thời gian nó tự bong ra. Rồi đầu tiên chúng ta xúc cái một ít bột baking soda vào một cái chén này. Đấy. Nói chung mọi thứ một ít thôi các bạn ạ, không nhiều. Đấy. À, 2 thìa bột baking soda. Rồi giấm ăn
Đây là toàn những chất vừa dùng được, dám ăn vừa dùng được này, vừa ăn được, và bột baking soda vừa ăn được nha các bạn, toàn đồ dùng ăn được, không phải là chất độc hại gì đâu các bạn ạ. Rồi đổ vào đây, các bạn đã phản ứng sôi chưa? Này, dám ăn vào bột baking soda. Rồi kem đánh răng đấy, cà lâu rất đánh răng hàng ngày, chúng ta bỏ một ít vào đây. Rồi muối, đây là muối ăn bình thường, thì các bạn cũng bỏ một ít vào đây, một muôi vào đây, cho 2 muỗng đấy muối ăn. Đấy. Chanh là cũng ăn thường ngày. Nói chung là có nhiều phương pháp lắm, có thể là dùng một thứ không, nhưng mà các bạn dùng hỗn hợp luôn cho nó tốt, cả chanh, cả muối ăn, cả bột baking soda bỏ vào. Rồi cuối cùng là các bạn bỏ một ít nước tẩy da ven, tẩy quần áo, khử mùi, tẩy sạch trắng bẩn, khử khuẩn. Rồi đấy, xong đấy các bạn dùng cái bàn chải đánh răng, các bạn quấy đều cái này lên, rồi dùng bàn chải đánh răng loại mịn này quấy đều lên, rồi quẹt lên những cái đế của cái bàn ủi. Cái hỗn hợp này các bạn ngoài làm sạch cái bàn ủi, các bạn còn có thể làm sạch tất cả các những cái vật xỉ rét trong gia đình nhé. Cái gì bằng sắt, bằng thép thì các bạn làm sạch cũng sạch hết. Kể cả quần áo mà hoen ố mà nó vàng nó không ra, hỗn hợp này đẩy ra hết, nó sạch sẽ. Rồi chúng ta để lên một cái khay nhựa, cho nó khỏi rơi rớt ra. Đây là một chiếc khay nhựa các bạn này. Đấy, đấy bằng nhựa này, nó mặt bằng nhựa. Nhưng mặt trên nó mặt trong nó làm hình thù là coi như giống như vải, giống như bằng gỗ đó, cho nó đẹp thôi. Nhưng mà thực chất nó bằng nhựa các bạn ạ. Đấy. Để chúng ta đặt cái bàn là lên bôi xong chúng ta đặt cái bàn là úp lên cái đấy. Rồi. Đấy, cái này là khay nhựa đấy các bạn, nhựa chứ không phải bằng vải nhé, bằng gỗ nhé. Rồi chúng ta lốt một chiếc khăn lên chiếc khay nhựa đấy. Chiếc khăn này để mục đích là nó giữ chiếc bàn là, khi chúng ta bôi xong lên bàn là, chúng ta sẽ bôi trên cái đứa chúng ta đặt đầm ấp đi, để cho được lâu, cho nó nước mục đích là nước khỏi thấm lên trên, nó chỉ đằng dưới thôi. Đầu tiên chúng ta để cái bàn là này, chúng ta bôi đã. Bôi đi bôi lại 2-3 lần. Đánh đều. Rồi, để chúng ta bôi đi bôi lại 2-3 lần. Nhớ là khi mà làm sạch cái bàn là thì phải dùng bàn chải mềm nhẹ nhàng, chứ không được dùng những cái mà sắc nhọn, có làm sạch xong thì nó lại xây xước bàn là, nó lại bám những cái vải, nó lại càng bị thêm. Đấy, mình cứ đánh đi đánh lại này cho nó thấm vô, xong các bạn rắc thêm một lớp muối bột đằng trên đây, rắc thêm một lớp vừa lòng cái bàn là đấy các bạn ạ. Các bạn ngâm
Muối thì các bạn biết rồi, nó ăn mòn kim loại, nó tự đẩy dẹt ra. Mà chúng ta để lâu, khi mà chúng ta ngâm chiếc bàn là này, một lúc nó sẽ ra. Rồi, bỏ cái nước hỗn hợp này vào đây. Rồi, xong đặt cái bàn là lên các bạn ạ. Đấy. Đặt xoa nhẹ cho nó dính đều. Dính đều cái mặt bàn là. Đấy. Cái vải này có tác dụng là giữ cho nó ẩm ướt của cái muối mình đã bôi. Và cái dưới đây là bằng nhựa, nó không sao cả. Nó giữ là nó không thoát nữa ra được. Đấy, chúng ta bôi, chúng ta các bạn thấy này, muối đều này. Muối bột nhé, đừng có muối hột nó sẽ xây xước. Rồi. Rồi chúng ta để như là ngâm. Nếu mà các bạn không vội thì cứ để ngâm cái bàn là này qua đêm. Vì cái đế này nó chỉ có tác dụng đến muối chỉ dưới mặt đế đó các bạn ạ, nó không lên đằng trên, nó không ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ làm sạch mặt đế đó. Sau khi mình trộn các hỗn hợp muối ăn và băng cái soda, da ven và giấm ăn các thứ tẩy rửa, mình đặt cái bàn là ở đây, mình để qua đêm các bạn ạ, để 2-3 tiếng không ăn thua, mình để qua đêm. Mà mỗi lần để là các bạn thỉnh thoảng các bạn xoay đi xoay lại cho nó ma sát được cái dung dịch mình đã trộn đấy. Đấy. Rồi mình để qua đêm, bây giờ mình mang ra để các mình kiểm tra các bạn nhé. Đấy. Cứ mỗi lâu lâu các bạn mà cầm các bạn xoa đi xoa lại cho nó đẩy. Đây trên đây là muối bột nó đẩy. Rồi các bạn thấy là bàn là nó đã rất là trắng này. Đấy. Các cái bẩn nó tự động ra. Đấy, bám đầy trên cái khăn đấy. Đấy, các bạn xoa đi, các bạn trộn dung dịch cái ban đêm, cứ lâu lâu các bạn cứ xoa đi xoa lại này. Đấy, xoa nhẹ nhàng. Cái ma sát của cái muối bột với các cái dung dịch nước da ven và nước tẩy rửa nó đẩy đi. Các bạn thấy nó nhả ra bẩn chưa? Đấy, các bẩn trên cái khăn đấy. Rồi một lớp nó sạch, các bạn thấy chưa? Nó sạch. Nếu giả sử mà nó mà cứng đầu cứng cổ nữa thì các bạn lại rắc thêm một lớp muối bột nữa các bạn này, lớp muối bột này, lớp muối bột trắng này. Đây, muối ăn muối bột các bạn nhé, đừng lấy muối hột mà tạo ma sát nhiều, muối bột thôi các bạn này, rắc thêm đây để nó tạo ma sát, nó đã thấm những cái dung dịch tẩy rửa nhiều rồi. Đấy. Thì mình rắc thêm đó là mình lại xoa đi xoa lại là nó sẽ dính, nó sẽ rút những cái bẩn trong đây ra. Đấy. Rút trong đây ra dễ dàng. Và mình để qua đêm, mà trước khi mình xử lý là mình nên găm điện vào cho nó ở trên những cái chế độ vừa phải đó, cho nó nóng, nó ấm, nó dễ sạch các bạn. Đấy. Mình găm cắm điện bật ở chế độ vừa phải đấy, chế độ vừa phải cho nó nóng cái bàn là vừa, đừng có nóng quá. Rồi các bạn xoa đi xoa lại đấy, xoa trên muối này nhẹ nhàng thôi. Cái muối bột là các cái bẩn qua đêm nó đã ra rồi, nó ra một lần nữa đấy. Rồi, nó trắng đấy, các bạn thấy trắng, muối bột nó dính vào đây. Rồi sau đấy mình rút bàn là ra, rút bàn là ra, mình lấy cái dĩa sạch á, khăn sạch mình lau chùi cho sạch, nên những cái dĩa lau bà khăn mặt đấy, những cái khăn mặt các bạn lau cho sạch, nhớ cũng đừng có để cái muối nó dính lên trên, nó dính lên trên nó không tốt. Đấy, các bạn thấy mình lau này, nó sạch chưa, bàn là nó sạch đấy, nó trắng bóng. Sau đấy mình đi rửa bằng nước xà phòng bình thường thôi đấy, để mình xuống mình
rửa nước xà phòng bình thường nhé, cho nó sạch cho các bạn xem. Yeah. Tốt nhất là các bạn muốn sạch là phải ngâm qua đêm các bạn ạ, ngâm bằng hỗn hợp, ngâm bằng hỗn hợp. Đó là các bạn ngoài tế bằng là hay là những đồ điện, cái gì các bạn, những đồ sắt các bạn ngâm qua đêm cũng sạch hết. Rồi, các bạn thấy là sau khi mình chùi bằng nước xà phòng, nó cũng sạch. Các bạn thấy bằng là chưa? Nó sạch, nó cũng trắng bong. Đấy. Phương pháp này là các bạn có thể là ngoài làm sạch bằng là, các bạn có thể làm sạch những đồ bằng sắt, những đồ bằng làm sạch quần áo chỉ được hết. Đấy. Quần áo rồi cái gì các bạn cũng làm trắng bóng bằng bằng cái dung dịch đấy. Xong khi mà ngâm qua đêm rồi các bạn lau chùi sạch sẽ, rồi lau chùi bằng nước xà phòng một lần nữa, nó sẽ sạch sẽ. Đấy, nó trắng bóng một cái bàn là. Nếu mà để cái bàn là mà nó bị nó bám dính là các bạn là càng ngày càng càng bị cháy quần áo. Rồi, để coi như là được một chiếc bàn là sạch sẽ chưa. Đấy, trước các bạn nhìn xem cái bàn là của họ là cũ rích này. Đấy, Panasonic cũ rích, dây nhỏ thì nó gần đứt hết rồi. Giờ thay dây thôi, thay dây đơn giản. Nhưng mà thay dây thì kiểu có mấy phút là xong thôi, mua cái dây mới. Nhưng quan trọng là cái xử lý cái bàn là này, nó sạch. Nó muốn cho sạch nữa thì các bạn phải ngâm qua đêm. Đấy. Rồi xong đấy là muốn cho sạch tưng là các bạn lấy chịu khó lấy dĩa và lấy cái dung dịch cho các bạn đánh cho sạch nữa. Đấy, nó sẽ sạch. Rồi, qua đây thì mình cũng nói qua về để cho bàn là nó đỡ cháy các bạn ạ. Nó đỡ cháy thì nhiều người không biết là quần áo. Đấy, chị em nhiều khi là cứ là quần áo là mình cứ để ở chế độ maximum. Đấy, đây có chế độ, đây các bạn xem này. Chế độ đây là chế độ min này, min là thấp này. Mà phía bên đây là mát này. Đấy, các bạn là chế độ lớn quá các bạn là nó sẽ cháy quần áo ngay. Đấy. Khi các bạn găm quần găm vào, đây là mình hướng dẫn cho những người chưa biết cách là nhé, còn những người biết rồi thôi. Đấy. Ở chế độ min này, nó tắt này, bật lên này, bật điện này, và chú ý bóng đèn này. Đấy, nó sáng. Ở chế độ vừa phải thôi, để thử quần áo. Đối với quần áo mà lụa, rồi lanh, mỏng là ở chế độ nhẹ nhàng các bạn ạ. Mà trước khi các bạn ấy được bạn thử cái độ nóng của bàn là này, nó nóng. Nó nóng xong trước khi là nó ở chế độ đấy, nó khi nóng đủ nó vừa tắt nhé. Rồi trước khi là vào một cái chiếc vải quần áo, các bạn phải là thử trên cái nền vải này trước. Trên nền vải của mình đã thử mình là trước, mà nó làm nó trơn trượt thế này này là nó được. Còn khi đặt cái bàn là xuống mà nó hít cái bàn là vô vải quần áo là không được ra, là lúc đó là bàn là quá nóng, đặt vô vải nó sẽ cháy ngay. Đấy là trên đây cho nhiệt độ của bàn là nó đều, nó trơn trên đây, rồi chúng ta mới là lên cái vải như mong muốn này. Ví dụ chúng ta mới là lên những chiếc vải lanh, vải lụa đấy mới là. Đấy. Còn trước khi là thì chúng ta cũng thử một chiếc vải quần áo tốt thì chúng ta là góc trước, là mà thấy nó phẳng, nó trơn, nó đều là được thì chúng ta mới là vào trong. Còn như một chiếc áo tốt mà một chiếc vải tốt mà để chế độ nóng quá mà đặt ở giữa luôn, nó hít vào nó cháy luôn là không thể cứu được các bạn ạ. Đấy là mình cũng hướng dẫn cho những ai mà chưa biết cách là quần áo là phải làm như thế. Đầu tiên chúng ta phải để nhiệt độ vừa phải. Nếu mà nhiệt độ như thế này mà không đủ để cho cái độ là của cái quần áo nó phẳng ra, đấy, ví dụ này, thì chúng ta tăng thêm tí nữa không sao cả. Đấy, tăng lên nhiệt độ sáng, tăng lên cứ từ từ. Đấy, khi chúng ta quên một chiếc bàn là mà chúng ta là quần áo trong nhà, mà quần áo chúng ta hay mặc ở nhiệt độ bao nhiêu mà nó đều thế, chúng ta cứ để thế chúng ta làm. Đấy, với độ nhiệt độ là vừa, cái chiếc bàn là này Panasonic rất là tốt các bạn ạ. Nhưng mà chủ nhà không biết để chế độ quá cao như này. Đấy, nó maximum cao mà đặt vào một chiếc vải lụa, cái nó cháy, nó bám càng ngày nó càng bám, nếu không vệ sinh sạch nó càng ngày nó càng bám nó vứt cái bàn là luôn. Đấy, mình vứt thì hôm nay mình mới mang đến và để tôi xử lý cho và hướng dẫn cách là. Rồi, qua video này mình cũng đã hướng dẫn cách chia sẻ vệ sinh
sạch sẽ một chiếc bàn là một cách đơn giản, hiệu quả. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.